Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, múa Lân Sư Rồng luôn có sức hút riêng, bởi nó không chỉ phù hợp với thị hiếu của nhiều người mà còn mang vẻ đẹp của nét văn hóa truyền thống. Mời quý khán giả cùng MC Quang Huy và Thúy Vi tìm hiểu nét đẹp Lân Sư Rồng ngày Tết, cũng như gặp gỡ đội Lân Sư Rồng đặc biệt ở vùng đất Tây Đô trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 30 Tết, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.